Chào mọi người quay lại kênh Anh Minh Audio. Hôm nay chúng ta cùng đến với nội dung tập 70 của bộ Vĩnh Sinh. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Ở chỗ sâu trong Thảo Nguyên, một đoàn sát phạt chi khí mững liệt xoay tròn, vô số khí tức giống như đến từ chiến trường vĩnh cổ toát ra, trăm ngàn vạn tâm tình tuyệt vọng, thống khổ, hưng phấn của con người dâng lên, vô số cảm xúc như vậy có thể phá tan bất luận đại não của một cao thủ thần thông bí cảnh. Lúc này Phương Hàn đang toàn tâm toàn ý mở não hải thứ hai, bảy cái ấn đầu lâu của hồ lô quay chung quanh thân hắn, sát phạt chi khí cực kỳ mãnh liệt truyền tới, toàn bộ đều quán nhập vào trong đầu hắn. Trong bảy cái hồ lô này, đều là linh công tử dẫn người thu thập sát phạt chi khí trong vòng 9 năm, không biết đã đi qua bao nhiêu chiến trường mới ngưng tụ được từng này sát phạt chi khí. Vốn là cần nhờ cô sát phạt chiến khí này để cô động bích huyết diệt hồn kiếm, sau đó để bích huyết lão quái xuất thủ, cuối cùng luyện huyết dạ chi vương thành đạo khí. Thế nhưng việc này không thực hiện được, lại để Phương Hàn chiếm được đại tiện nghi, trực tiếp dùng công pháp của bàn vũ đại lực thần thông củng cố sát phạt chi khí này mở ra não hải thứ hai. Trong chỗ tối tăm, trời có âm dương, đất có bẩn sạch, người có nam nữ. Chỉ một âm sẽ không lâu dài, chỉ một dương thì không sinh. Thiên địa chân cương, nhật nguyệt thủy hỏa, thức hải thứ hai, tử phủ trọng mở. Phương Hàn hấp thu sát phạt chi khí trong một cái hồ lô, trong đầu, một viên chiến hồn xá lợi đã lập tức ngưng tụ thành hình. Đầu tiên là 72 khỏa tiểu chiến hồn xá lợi, sau đó là 36 khỏa đại chiến hồn xá lợi, 72 thiên cương 36 địa sát. Đến cuối cùng tất cả sát phạt chi khí trong 7 cái hồ lộ, cơ hồ toàn bộ đều rót vào trong đầu phương hàn. 108 khỏa chiến hồn xá lợi trong đầu tự như ngôi sao thiên cương địa sát, phát ra ánh sáng lấp lánh, mỗi một khỏa đều tràn ngập cương sát chi khí. Phương Hàn án chiếu lấy trận đầu thiên cương địa sát, kết thành tinh trận trong đầu. Sau đó cố gắng làm một bước cuối cùng, ý đồ cảm ứng 36 thiên cương tinh, 72 đại địa sát tinh ở bên ngoài vực ngoại tinh không, sau đó để lực lượng sinh ra cảm ứng lẫn nhau, thiên nhân giao cảm. Nhờ vào lực lượng hào hùng mênh mông của ngôi sao cùng sắp phạt chi khí của chiến hồn xá lợi trung hòa phối hợp, cuối cùng nhất nhất mở ra não hải thứ hai. Mở ra não hải thứ hai mấu chốt nhất là một bước cảm ứng giữa thiên và nhân này, nếu nhanh thì 3 đến 5 ngày, nhiều thì hơn 10 ngày. Nếu người có tư chất kém cả đời cũng vô pháp cảm ứng được tinh lực. Nhưng mà tư chất của Phương Hàn lại không có vấn đề gì. Hắn đã là thiên nhân cảnh đại cao thủ, lại thắng được cả kim đan cao thủ, tại tu đạo giới cũng là nhân vật số một bất cứ công pháp gì, chỉ cần dùng tâm tu luyện, tuyệt đối sẽ luyện thành công. Lúc Phương Hàn cố gắng cảm ứng thiên nhân, ý niệm câu thông với 36 khỏa thiên cương tinh, 72 khỏa địa sát tinh ở vực ngoại tinh không. Trên thảo nguyên rộng lớn mênh mông, đồng thời cũng có ba bóng người trên không trung đang cẩn thận tìm kiếm. Không ngờ Linh công tử lại mời được sát thủ trong tứ thập đại đạo ở hải ngoại. Đám người tu đạo rơi ở hải ngoại mỗi khi nghe tới cái tên tứ thập đại đạo đều sợ mất mật. Phương Hàn trên thảo nguyên tu luyện não hải thứ hai, dùng hải thần khí công che giấu hình thể mà tam đại sát thủ cấp bậc kim đan cũng hung hăng tìm hắn đuổi giết. Sự khắc này rất nhiều trưởng lão của vũ hóa môn cũng đang thương lượng đại sự. Một tòa thành lơ lửng trên bầu trời bạch vân trong vũ hóa thiên cung. Trường sinh bí cảnh, vạn cổ cự đầu thiên hình trưởng lão, còn có thần thông thập trọng thiên công trưởng lão, truyền công trưởng lão. Mặt khác còn có rất nhiều đại trưởng lão khác như dược vương trưởng lão, tăng kiếm trưởng lão, tinh túc trưởng lão. Đều là thần thông thất trọng, kim đan cấp bậc trở lên khoảng chừng có hơn 10 vị. Đây đều là tinh hoa của môn phái. Hiện tại đều tụ tập dưới một mái nhà. Hiển nhiên là xảy ra đại sự gì đó. Trên thực tế, từ khi Phương Hàn nói cho trưởng giáo trí tôn vũ hóa môn phong Bạch Vũ biết chuyện, tất cả trưởng lão cao cấp của môn phái mỗi ngày đều bí mật thương lượng đại sự. Thân tông xuất hiện, đại sự bực này chỉ cần biết một ít chi tiết cũng sẽ khiến bất luận kẻ nào đều cảm thấy khiếp sợ. Chư vị đại trưởng lão, trưởng giáo sư huynh ở chỗ sâu trong vô tận thời không cùng chư vị thái thượng trưởng lão tế luyện thiên hoàng kính, hy vọng có thể hoàn thành trước khi xảy ra đại biến làm cho thiên hoàng kính luyện thành tiên khí đại biến cũng sắp đến chỉ sợ là trường đại kiếp nạn nghiêm trọng nhất của huyền hoàng đại thế giới nếu như xử lý không tốt vũ hóa môn chúng ta sẽ bị trôn vùi trong cho bụi nếu như làm tốt vũ hóa môn chúng ta có thể trở thành đệ nhất đại môn phái thay thế thái nhất môn nắm giữ tất cả mọi thứ ở huyền hoàng đại thế giới thiên hình trưởng lão dùng ánh mắt bắn phá tới các trưởng lão trịnh trọng lên tiếng lần đại biến này trong lòng chúng ta đều rõ nhưng mà đại biến cũng bắt đầu từ một địa phương. Trước hết hãy xem đó là nơi nào. Cho dù thần tộc có lực lượng vô cùng, cũng không có khả năng đồng thời công kích tiên đạo thập môn, ma đạo thất mạch, yêu đạo ngũ tông, còn có ma tộc dưới lòng đất nữa. Khẳng định phải từng nhà một. Chúng ta sẽ dựa vào việc này để chiếm tiên cơ. Một trưởng lão toàn thân mặc tinh bào vuốt vuốt tròm dâu nói. Trưởng lão toàn thân mặc tinh bào này chính là tinh túc trưởng lão, là người chuyên quan sát các ngôi sao trên vực ngoại thiên không, tiếp dẫn tinh thần chi lực ở thiên không giữ gìn sự vận chuyển của vũ hóa thiên cung. Thần thông của người này cực cao, còn kém một chút nữa là bước vào trường sinh bí cảnh. Chính là cường giả thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh. Cả vũ hóa thiên cung có thể phiêu phù trên không chung cần phải có lực lượng cự đại, lực lượng này đều được lấy ở tinh thần thượng thiên. Nếu không mà nói, bất luận cao thủ gì cũng khó có khả năng duy trì tòa thiên cung vận chuyển trong thời gian dài như vậy. Môn phái trong thiên hạ, am hiểu nhất về sử dụng tinh thần chi lực tự nhiên là quần tinh môn, thế nhưng các đại môn phái cũng có thần thông để sử dụng tinh thần chi lực. Nếu như thần tộc muốn xâm lấn chắc chắn sẽ ở hải ngoại. Trưởng giáo sư huynh nói lần này sẽ bắt đầu từ hải ngoại. Hơn nữa trưởng giáo sư huynh sớm đã có dự phòng, biết thế lực ở hải ngoại phức tạp nhất, hơn nữa cao thủ tán tu có rất nhiều. Lần này thần tộc xâm lấn, chỉ sợ là trước tiên sẽ khống chế một ít môn phái tán tu, sau đó phát triển lớn mạnh, để tất cả mọi người không đề phòng. Thiên hình trưởng lão nói, cho nên trưởng giáo sư huynh để Phương Thanh Tuyết tại hải ngoại thành lập lui đế động phủ, trước tiên thử một nước cờ, đây cũng là một loại dự kiến trước. Thì ra là thế. Nguyên lai like ta cho rằng Phương Thanh Tuyết thành lập lôi đế động phủ là muốn sau này tự lập môn hộ. Một đại trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ nói. Phương Thanh Tuyết muốn tự lập môn hộ tối thiểu phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh, bây giờ còn sớm lắm. Truyền công trưởng lão mỉm cười nói. Thật ra có rất nhiều cao thủ đều loáng thoáng cảm thấy hải ngoại có vấn đề, bằng không tiên thiên đại đế vì cái gì kêu ma xuất đi hải ngoại tiêu diệt tứ thập đại đạo. Sao cơ? Tứ thập đại đạo có liên lạc với thần tộc. Tàng kiếm trưởng lão lên tiếng hỏi trong đôi mắt lập loài hồng quang. Ta đây nếu gặp bọn chúng, gặp một sẽ giết một. Tàng kiếm trưởng lão này ở vũ hóa môn chuyên nắm giữ kiếm mộ của các trưởng lão, sức khí to lớn, ít người tu luyện có thể bị kịp. Tứ thập đại đạo cũng không phải dễ giết như vậy. Trong đám người này có tới 6 tên là kim đan cao thủ, bài danh đệ nhất là khi thiên đại đạo, chỉ sợ tu vi so với chúng ta còn cao hơn, tùy thời có khả năng bước vào trường sinh bí cảnh. Lần này thần tộc buông xuống, chỉ sợ sẽ tìm tới người này, đáp ứng trợ giúp hắn tiến vào trường sinh bí cảnh sau đó lại khai tông lập phái, thành lập thế lực. Bất quá chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu đám trưởng lão chúng ta cũng đi tiêu diệt tứ thập đại đạo, chuyện này không thể giấu được. Chỉ sợ tất cả môn phái đều chú ý. Vạn quy tiên đảo cũng sẽ không cho phép. Biện pháp tốt nhất là để đệ tử đi, như vậy còn che giấu được. Cho nên phương thanh tuyết tại đó thành lập lôi đế động phủ, chính là để câu dẫn tứ thập đại đạo, sau đó tiêu diệt từng người một. Đây là một quân cờ tiếp theo, thiên công trưởng lão nói chỉ sợ tất cả đệ tử của vũ hóa môn chúng ta đi cũng không tiêu diệt được tứ thập đại đạo tăng kiếm trưởng lão lắc đầu nói phương thanh tuyết nếu như có thể tu luyện thành thần thông thất trọng kim đan hơn nữa phương hàn nếu như có thể thuận lợi tiến vào man hoang thần miếu tìm được ngũ hành linh căn mà nói cũng thuận lợi tiến vào quy nhất cảnh sau đó luyện thành kim đan hai người đều có đạo khí lại là cùng một gia tộc tại hải ngoại mở môn phái tiêu diệt tứ thập đại đạo cũng đã là chuyện hợp lẽ sẽ không bị người hoài nghi gì cả thiên hình trưởng lão nói cứ nhìn xem Phương Hàn có thể tìm được ngũ hành linh căn, luyện thành kim đan hay không. Hắn thật sự là một nhân tài, lại có đại tiên duyên, có thể thắng vạn la. Với thực lực của thiên nhân cảnh thắng cao thủ kim đan, loại chuyện này xưa nay đều hiếm thấy. Rất nhiều trưởng lão đều than thở cảm khái. Một tháng trước Phương Hàn cùng vạn la đổ đấu trên thiên hình thai, rất nhiều trưởng lão cũng biết. Có trưởng lão còn tận mắt nhìn thấy. Đối với thực lực của Phương Hàn lại lần nữa phải đánh giá lại. Một cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, đối với môn phái mà nó chính là nhân vật trọng yếu, thế nhưng tuyệt đối không phải là hạt giống trọng điểm để bồi dưỡng. Thất trọng kim đan mới chính là hạt giống. Thế nhưng một cao thủ thiên nhân cảnh có thể thắng được cao thủ kim đan, đó chính là tuyệt thế kỳ tài. Đúng vậy, Phương Hàn quyết chiến cùng Vạn La, chúng ta còn tưởng rằng hắn cùng lắm là đánh ngang tay, không ngờ rằng Phương Hàn lại lợi hại như vậy. Tất cả thần thông đều được thi triển một cách xuất thần nhập hóa, nếu như sau này Hoàng Tuyền Đồ khôi phục thực lực, chỉ sợ so với Hoa Thiên Đô còn lợi hại hơn. Nhân vật như vậy, nếu như không chết non mà nói chỉ sợ sẽ giống như một linh lung thứ hai một vị trưởng lão gật gật đầu nói linh lung đó chính là linh lung tiên tôn hiện tại là trưởng giáo trí tôn của linh lung phúc điện pháp lực cực cao không thể tưởng tượng nổi tên khí của thái nhất môn cũng phải kiên kỵ ba phần có thể thấy được hắn lợi hại cỡ nào phương hàn có thể làm hạt giống để bồi dưỡng hơn nữa hắn còn có điểm trung thành ai đối tốt với hắn hắn sẽ đối tốt lại loại tính cách này thực sự không phải là xấu Tàng kiếm trưởng lão hắc hắc cười nói, ta rất thích nhân vật có tính cách như vậy. Hy vọng một ngày nào đó, Hoàng Tuyền Đồ khôi phục toàn bộ lực lượng, ta lại muốn xem, người này sẽ đem uy lực phù chiếu danh chấn ma đạo phát huy như thế nào. Đợi cho Hoàng Tuyền Đồ khôi phục, chỉ sợ Phương Hàn phải tu luyện tới trường sinh bí cảnh mới có thể. Tính túc trưởng lão lắc đầu nói, trường sinh bí cảnh, sao mà gian nan vậy? Một khi bước tới, chính là muôn đời bất tử, ngay cả chúng ta cùng rất nhiều nhân vật tu luyện đã ngoài ngàn năm, kỳ ngộ gì mà chưa gặp thế nhưng cả đời này cũng không có hy vọng rồi. Trường sinh bí cảnh không phải chỉ dựa vào kỳ ngộ, vận khí, tiên duyên mà có thể đột phá. Vậy cũng đúng. Cho dù là hoa thiên đô, sớm tu luyện tới thần thông thập trọng, pháp lực vô biên, có đạo khí còn sót lại của bàn vũ tiên tôn, cũng rất khó đột phá quan khẩu, sửa mệnh thành công. Thiên công trường lão lắc đầu, lão cũng đã dừng lại tại thần thông thập trọng, pháp lực tuy có thể rời núi, thế nhưng còn chưa tới một bước mấu chốt cũng chỉ có thần thông thập trọng nghịch thiên cải mệnh mới biết được trường sinh bí cảnh gian nan đến cỡ nào, quả thực là không thể tiến vào. Để xem Phương Hàn lần này đi ra ngoài có thể thuận lợi tìm được ngũ hành linh căn hay không. Truyền công trưởng lão nói, man hoang thần miếu quả thực có rất nhiều điều cổ quái, bên trong ẩn chứa rất nhiều chớ chú thái cổ. Chúng ta đi vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, không dám xâm nhập, bất quá đối với Phương Hàn cũng là một loại ma luyện. Xem vận khí của hắn như thế nào. Vận khí của Phương Hàn quả không tồi, Bất quá ta càng xem trọng mạnh thiểu bạch. Hắn cũng đã tiến nhập man hoang thần miếu, rồi bình yên vô sự đi ra, còn lấy được ngũ hành linh căn, hiện tại chỉ sợ luyện thành thần thông thất trọng kim đan rồi. Dược vương trưởng lão từ đầu đến giờ chưa lên tiếng, lúc này nói. Vị dược vương trưởng lão này là trưởng quản đan dược của vũ hóa môn, có thể nói là mạch máu lương thực, hơn nữa lão nắm giữ một kiện đạo khí đan lô duy nhất của môn phái. Là người cung ứng đan dược cho rất nhiều trưởng lão, còn có vài chục vạn nội ngoại đệ tử trong môn phái nữa. Mạnh Thiểu Bạch đúng thật là một thiên tài, lần đại tái này trên Sơn Hà Bảng, hắn nên trở về quan sát. Hơn nữa hắn cũng nghe nói trong môn phái xuất hiện một đệ tử thiên tài là Phương Hàn. Qua vài tháng nữa hắn sẽ trở lại. Để xem tu vi của hắn như thế nào, nếu không lệch so với suy đoán của ta hẳn là rất cao. Theo suy đoán lần này của chúng ta, vạn là đánh ngang tay với Phương Hàn, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thế nhưng lại đoán sai rồi. Tinh túc trưởng lão hưng phấn nói. Vũ hóa môn chúng ta thịnh vượng phát đạt cũng sớm thôi. Phương Hàn, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Thanh Tuyết, Hoa Thiên Đô, có những đệ tử như vậy không phất mới lạ. Bất quá ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là Phương Hàn sao lại có nhiều dược liệu như vậy, luyện chế ra đại lượng nguyên anh đan. Điều này so ra có lợi hại hơn cả ta. Mỗi ngày nếu như thật sự hắn có thể cung cấp nguyên anh đan loại tuyệt phẩm đan dược này cho môn phái chúng ta, vậy cái chức Dược Vương trưởng lão này của ta cũng tặng cho hắn thôi." Dược Vương trưởng lão sắc mặt của quái nói, "Đệ tử Vũ Hóa môn chúng ta, tính cả trưởng lão, có 50 vạn người." mỗi ngày tu luyện ít nhất đều phải tiêu hao một viên nguyên anh đan để phục hồi nguyên khí. Phương Hàn hắn mỗi năm luyện ra 50 vạn viên, cho dù thần tiên cũng làm không được. Đừng nói dẫn chứ, môn phái chúng ta sẽ có thêm năm ba chân truyền điện tử thần thông bí cảnh cũng không có gì lạ. Loại tốc độ này cũng quá vui mừng đi. Nếu như có thể cho chúng ta một ngàn năm, thực lực của môn phái chúng ta không biết sẽ thành cái dạng gì. Phương Hàn a à Phương Hàn, ngươi là phúc tinh đó. Hiện tại hắn không phải đem đại lượng nguyên anh đan giải khắp đó sao? đây đều là muốn cùng hoa thiên đô cướp đoạt nhân khí của đám đệ tử cuộc cạnh tranh này cũng có chỗ tốt à rất nhiều trưởng lão đều hưng phấn nghị luận nguyên một đám trưởng lão sôi nổi thảo luận hoa thiên đô thâm trầm lão luyện gặp chuyện không may vẫn lo chu toàn có phong phạm làm trưởng môn phương thanh tuyết sát phạt quyết đoán có đạo khí điện mẫu chuyển thế thủ đoạn tàn nhẫn chính là nhân vật đệ nhất sát phạt trong môn phái phương hàn thì quỷ kế đa đoan vận khí cực tốt thừa lúc người không sẵn sàng mà làm tới là gan chủng trời nhạy bén có thừa. Tâm tư tinh tế, bình thường giống như một viên đá tầm thường, thế nhưng một khi xuất thủ, so ra còn quyết đoán, tàn nhẫn hơn nhiều so với Vương Thanh Tuyết. Hơn nữa là nhìn chuẩn sau đó hắn mới xuất thủ. Điểm này có thể gọi là kiêu hùng. Về phần mạnh thiểu bạch, là một thiếu niên thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, một người một kiếm phiêu đã bốn phía, có thể nói là thần long. Bất luận môn phái gì nếu như có bất luận một đệ tử nào trong số những người này, đều dâm rộ mà nâng đỡ. Hùng chi bây giờ môn phái có tới bốn người hiện tại chính là thời kỳ nhạy cảm. Bốn đệ tử này tranh đấu lẫn nhau, vậy cũng rất khó xử lý. Một đại trưởng lão nói, một vấn đề khó khăn như thế, nhưng mà tạm thời chúng ta còn có thể áp chế được. Và lại có cạnh tranh cũng sẽ có động lực. Tàng kiếm trưởng lão lại không cho là như vậy. Tốt lắm, hiện tại sự tình đã quyết xong hai bước. Bước đầu tiên là mọi người chúng ta đều phải tập trung tu luyện, toàn lực tìm hiểu vũ hóa phi thăng kinh. Lần này rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo đã định để chúng ta mở ra các loại vô thượng thần thông trong vũ hóa phi thăng kinh. Trong kinh văn đều có ghi lại lĩnh ngộ đối với thiên đạo, cũng đều truyền thụ từng cái một, đồng thời đều lấy hết linh đan trong khố phòng ra, đều dùng hết mọi cách để tăng cường thực lực, ứng phó với đại kiếp nạn sắp tới. Bước thứ hai chính là để Phương Hàn cùng Phương Thanh Tiết tăng cường thực lực, đi hải ngoại kiến tạo lôi đế động phủ, lôi kéo tán tu ở hải ngoại, chu sát tứ thập đại đạo, giám sát động tĩnh của thần tộc. Thần tộc rất muốn tiến vào huyền hoàng đại thế giới, nhất định phải thông qua quy hực. Chúng ta tại hải ngoại thành lập lô cốt đầu cầu, thì còn tăng thêm cơ hội sống. Thần tộc xuất hiện vũ hóa môn ta cũng không ngoại lệ, đều lọt vào tai họa ngập đầu. Thiên hình trưởng lão hạ quyết tâm. Phần đông trưởng lão đều gật gật đầu. Không sai không sai. Thiên hình trưởng lão là một trong số rất nhiều trưởng lão đã tu luyện tới trường sinh bí cảnh, là vạn cổ cự đầu. Rất nhiều trưởng lão tự nhiên coi lão là trung tâm. Đúng lúc này, đột nhiên một hồi tiếng tiên âm từ đằng xa truyền đến, sau đó một đạo kim sắc nguyên khí bùng lên ngút trời, trên bầu trời động lại kết thành từng đạo sắc thái hồng, tổng cộng 24 sợi, ngang dọc đông tây nam bắc. Phía trên kim sắc thái hồng có vô số hình người, thiên thần, hỏa diễm, kỳ hoa dị thảo, linh thú bay múa, từng đạo hào quang thị khí như thủy triều bắt đầu khởi động. Cuối cùng đám kim sắc thái hồng này toàn bộ thu nạp lại, biến thành một viên hạt châu, không ngờ lại ở trên bầu trời tranh đoạt ánh sáng với mặt trời, làm cho thái dương có phần ảm đạm. Kim đan đại thành. Đây là trên tử điện phong. Phương Thanh Tuyết lại có thể nhanh như vậy luyện thành kim đan. Kim hào quang truyền tới từ tử điện phong, rất rõ rốt cục rằng Phương Thanh Tuyết đã đột phá cảnh giới, luyện thành thần thông thất trọng kim đan, hạt giống thần thông lại lần nữa lột xác tốc độ tu luyện cực nhanh, quả thực là chuyện hiếm thấy. 18, 28, 38, 38, 24, lại có thể tu thành kim đan, có tới 14 loại thần thông. Phần đông trưởng lão đều đếm thần thông ẩn chứa trong kim đan của Phương Thanh Tuyết, cư nhiên 8 loại thần thông làm một tổ, tất cả gộp lại là 24 đại thần thông. Giống như kim đan của cao thủ, có thể có được 10 loại đã là không tồi rồi kim đan của đệ tử Vũ Hóa môn, ngoại trừ Hoa Thiên Đồ, Già Lam là 10 năm loại thần thông, Vạn La 17 loại thần thông, Linh Tiêu 14 loại thần thông, Giao Quang là thần bí nhất, nhưng mà cũng tuyệt đối vượt quá 20 loại. Về phần phương hàn loại quái thai này mọi người cũng không nói đến. Thế nhưng thần thông càng nhiều, càng khó luyện thành kim đan. Cao thủ thông thường chỉ luyện ngũ hành, trước tiên luyện đến đỉnh điểm, sau đó quay lại, hóa thành thần phù ngũ hành, cuối cùng lột xác, bước vào kim đan cảnh giới sau khi thành kim đan sẽ luyện các loại thần thông khác. Nhưng mà loại người này cũng sẽ không bước vào được cánh cửa trường sinh bí cảnh, nhiều nhất chỉ dừng lại thần thông mà thôi. Bởi vì thần thông càng nhiều, các loại nguyên khí lại càng sung túc, khi bước vào kim đan cảnh giới, tất cả thần thông nguyên khí đều cùng lột xác lớn, rất có ích cho thân thể. Nói cách khác, trước khi tiến tới cảnh giới kim đan, tu luyện càng nhiều thần thông, khi bước vào kim đan, tuổi thọ sẽ gia tăng càng nhiều, thực lực sẽ càng mạnh. Mà sau khi thành kim đan mới tu luyện thần thông, nguyên khí lại không thể lột xác, thân thể không được lợi, tuổi thọ cũng sẽ không gia tăng. Cao thủ thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh, tuổi thọ thông thường là 800 năm. Lục trọng quy nhất cảnh không gia tăng tuổi thọ. Mà thất trọng thần thông trùng tử đáy kim đan thì tuổi thọ có thể đạt ngoài ngàn năm, thường thường khoảng 1.500 năm. Thế nhưng thần thông tu luyện càng nhiều, khi luyện thành kim đan, tuổi thọ đột phá tới cực hạn, thậm chí đến 5.000 năm cũng có. Tỷ như phương thanh tuyết, với 24 loại thần thông, thành kim đan, tuổi thọ có thể lên tới 3.000 năm. Mà Phương Hàn sau này, nếu như có thể thành tựu kim đan, chỉ sợ thật sự sẽ có 5.000 năm tuổi thọ. Nhưng mà Phương Hàn nhiều thần thông như vậy, muốn tổng hợp lại, cũng rất khó khăn, cho dù là bước vào thần thông lục trọng quy nhất cảnh, cũng đã rất khó rồi. Nhưng mà tuổi thọ lại càng dài, có đủ thời gian tu luyện, cơ hội bước vào trường sinh bí cảnh cũng rất lớn. Rất nhiều trường lão vũ hóa môn đang thương lượng, Phương Thanh Tuyết phá quan đi ra, luyện thành kim đan, trở thành tiểu cự đầu. Những chuyện này Phương Hàn tự nhiên không biết, hắn đang cố gắng cảm ứng thiên nhân để 108 khỏa chiến hồn xá lợi trong đầu cùng 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh trên bầu trời cảm ứng. Liên tiếp 3 ngày 3 đêm, hắn phát tán ra tinh thần khổng lồ bay lên chỗ tối tam trên tinh không, dần dần cả người giống như đi vào cõi thần tiên. Trong thiên không, vô số ngôi sao đều trở nên cực đại, ý niệm của Phương Hàn biến thành từng khỏa cầu lớn không gì sánh được. Bên trong mỗi một ngôi sao đều ẩn chứa một loại lực lượng không thể tưởng tượng nổi, một số ít ngôi sao lực lượng có phần nhỏ yếu, thế nhưng những ngôi sao lớn lại tồn tại từ rất xa xưa rồi. Từ đó tản mát ra vô cùng ánh sáng cùng nhiệt lượng, nhẹ nhàng có thể hủy diệt một vạn lần thân thể mình, cao thủ trường sinh bí cảnh tùy tiện cũng có thể bị hủy diệt. Có lẽ chỉ có tiên nhân trong truyền thuyết mới có thể làm dung chuyển các vì sao này. Cũng là lần đầu tiên Phương Hàn cảm giác được thiên địa mênh mông, vũ trụ vô cùng, thời không biến ảo, nhân sinh nhỏ bé, ngôi sao khó lường như vậy. Tuổi thọ của con người quá ngắn, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh, cũng không có khả năng sánh vai cùng vũ trụ thế nhưng nếu vĩnh sinh tuổi thọ của thiên địa còn chưa là gì thiên địa diệt mà ta bất diệt nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ ta muốn tồn tại suốt đời trong lòng phương hàn đột nhiên sinh ra một cỗ khí thế hào hùng bể nghĩ đối mặt với các vì sao trong vũ trụ không biết đã tồn tại bao nhiêu năm thần niệm vô thanh vô thức cứ như vậy phát ra cứ như vậy hò hét lúc tinh thần phương hàn bùng phát hắn dùng ý niệm của mình hướng tới tinh không hò hét toàn thân đều đầu nhập vào trong đó khiến hắn thoáng cái cảm ứng được ở chỗ sâu trong tinh không 108 ngôi sao kỳ quái tự nhiên có liên lạc với ngôi sao trong ý niệm của chính mình. Trên bầu trời, 108 đạo ánh sáng của ngôi sao lập tức hạ xuống, chảy vào trong đầu hắn. Cùng 108 khỏa chiến hưởng xá lợi trong đầu hợp lại là một. Nếu như là cao thủ tu luyện tinh thần chi pháp, cảm ứng tinh không, thu nạp tinh lực. Sau đó tinh thần chi lực chiếu xuống, tựa như đại trụ, hoặc là chảy xuống, người ở ngoài trong ngàn dặm đều có thể thấy được. Đúng là một kỳ quan trước nay chưa từng thấy. Nhưng mà phương hàn tu luyện vẫn còn thiếu, chỉ có thể tu tập một chút tinh lực cho nên tinh thần chi lực mới nhỏ như tơ nhện vậy thế nhưng cho dù là vậy hắn vẫn chiếm được lực lượng rất lớn rồi giống như chân truyền đệ tử của quần tinh môn muốn cảm ứng vì sao cần phải có mấy chục năm khổ công mới có thể làm khe hấp nạp tinh lực lập tức một tinh thần không gian trong đầu của hắn dần dần bị mở ra không tốt phương hàn có sát khí là nhân vật rất lợi hại đúng lúc này diêm phát ra thanh âm cảnh báo cực kỳ nghiêm trọng ba bóng đen hiện ra trong đám mây trên bầu trời tựa hồ như đã phát hiện ra phương hàn tất cả sát khí đều tập trung dồn xuống tự như mãnh thú nhìn thẳng vào con mồi muốn dùng một kích mãnh liệt nhất ai dám tới giết ta ta có huyết dạ chi vương cùng ngươi hộ thân kim đan cao thủ cũng không làm khó dễ được ta ta lựa chọn trên thảo nguyên tu luyện cũng không phải là không có chuẩn bị có người tới giò ngó diêm ngươi thay ta giải quyết đi nhé lúc này đang là thời điểm mấu chốt nhất để ta tế luyện thần thông phát được còn kém một chút nữa qua một lát nữa ta mới có thể mở ra não hải thứ hai phương hàn toàn tâm toàn ý tiếp dẫn tinh lực cùng hòa một thể với chiến hồn xá lợi mở ra não hải thứ hai thời khắc này không thể phân thần dù là một chút thế nhưng lúc này ý niệm của diêm truyền vào đầu hắn hắn cũng cảm giác được với tâm tư cẩn thận tỉ mỉ như hắn biết chuyện này cũng không phải là đại sự gì bởi vì có diêm cùng huyết dạ chi vương hộ thân cho dù là kim đan cao thủ tới cũng không làm gì được hắn cho nên sao lại phải sợ thiên hạ có được mấy cao thủ kim đan mà lại còn chạy tới đại thảo nguyên để đánh lén mình nữa đây không phải là một đại phú ông chạy đến nhà một tên ăn mày xin cơm sao? Hú Chi mình đã dùng hải thận khí công thay đổi lại hình thể, dù sao người khác cũng không thể phát giác. Lần này e là không giải quyết được rồi, bởi vì người tới chỉ sợ là tam đại cao thủ Kim Đan. Hơn nữa pháp lực của ba đại cao thủ này thập phần cường đại, so với Vạn La cũng không hề kém, có một tên thậm chí còn cao hơn cả Vạn La, ít nhất là luyện được 20 loại thần thông. Chỉ cần một người chúng ta cũng không thu thập được, chớ nói chi là ba người liên thủ, chúng ta chỉ có con đường chết mà thôi. Ngươi nếu cứ tiếp tục mở ra não hải thứ hai, đến lúc đó chỉ sợ đại họa lâm đầu. Diêm vội vàng nói. Điều này khiến Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Ba kim đan cao thủ tới giết ta. Đây là chuyện gì? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ ta khiến người người oán trách? Vận khí bắt đầu suy tàn. Tâm tư Phương Hàn kịch liệt biến hóa. Biết Diêm tuyệt đối sẽ không nói lời vô căn cứ. Nhãn lực phi thường độc. Dù sao lấy chuyện lần trước đối đầu với cao thủ trường sinh bí cảnh. Hiện nay khí tức của tam đại cao thủ kim đan tới chắc là không sai. Nếu là một cao thủ kim đan lấy một chọi một mà đối phương không có đạo khí, Phương Hàn có thể đánh bại hắn, thế nhưng lại không thể đánh chết hắn. Đánh bại cùng triệt để giết chết là hai khái niệm bất đồng, một cao thủ kim đan muốn thục mạng chạy trốn, lúc nào cũng có thể làm được. Một chọi hai, Phương Hàn tất bại. Một chọi ba, không có bất kỳ bất ngờ nào, Phương Hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đối với năng lực tự thân, Phương Hàn lại rất rõ ràng, nếu trước khi chưa có luyện thành thần thông của ngũ đế đại ma thần thông, căn cơ không ổn chống lại cao thủ chân chính sẽ lộ ra sơ hở của mình ba tên kim đang cao thủ tới giết mình phương hàn hiện tại có một lựa chọn duy nhất đó chính là chạy chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thế nhưng hiện tại hắn không thể chạy bởi vì não hải thứ hai còn chưa thành công mở ra một khi chạy trốn tất cả cố gắng đều uổng phí còn có tinh lực cùng chiến hồn xá lợi đều bị mất hết có khi còn dẫn đến não hải nổ mạnh rất nguy hiểm chạy cũng chết mà không chạy cũng chết tình huống cực kỳ khó xử chỉ thiếu chút nữa chỉ kém một ít hy vọng tam đại kim đan cao thủ cố kỵ một chút. Một lát nữa hãy công kích, đợi não hải thứ hai của ta mở ra, cũng có thể bứt ra mà chạy. Phương Hàn bất chấp tất cả, mạnh mẽ vận chuyển toàn bộ tinh thần, lại lần nữa tiếp dẫn tinh thần chi lực. Lập tức trong lúc này, tơ nhện trên bầu trời giống như ánh sáng ngôi sao đột nhiên biến to bằng đầy ngón tay, cũng không biết là dài bao nhiêu, ông ánh sáng tỏ. Đây là hắn đem hết toàn lực cố gắng tại thời gian ngắn nhất làm cho não hải thứ hai thành công mở ra. Trên tầng mây, ba bóng người ẩn tàng một chỗ, trong đó một bóng người cao gầy nhìn xuống dưới, chỗ Phương Hàn đang thu nạp tinh lực, không nhịn được mà lên tiếng. Có phải người này là người muốn giết Linh Công Tử không? Một tên khác nói, dựa theo mùi vị quả là không sai, chỉ có điều diện mạo lại không giống. Thế nhưng người này có thể là biến đổi dung mạo, dùng một loại kỳ công gì đó, tựa như hải thận khí công của Linh Lung Phúc Địa, hơn nữa môn thần thông này bản chất cực kỳ cường đại. Tựa hồi như là kim đan cao thủ mới có thể luyện thành, với tu vi của người này không có khả năng tu luyện loại thần thông cường đại như vậy điều này rất lạ. Giống như có người tu luyện thần thông, sau đó cưỡng chế quán chú cho hắn. Chẳng lẽ hắn là con của một vị trưởng giáo nào đó, người đó tân tân khổ khổ tu luyện thần thông, sau đó trực tiếp truyền công cho hắn. Không sai, trên thân người này có điểm cổ quái. Quanh thân hắn có huyết quang lập lè, tự hồ như có pháp bảo nào đó rất lợi hại hộ thân. Chúng ta nên cẩn thận, nhất định phải dùng một kích đắc thủ, miễn cho hắn bỏ chạy sẽ không tốt. Một thanh âm nữ tử nhẹ nhàng nói, trong ba tên sát thủ này, cư nhiên lại có một người là nữ nhân. Chúng ta diệt tinh đạo, thứ nguyệt đạo, chu tiên đạo. Ba người xuất thủ, còn không thể giết được một tên thần thông ngũ trọng nho nhỏ. Thế nhân cảnh sao? Vậy thanh danh coi như bị hủy sạch rồi, sau này sao còn kiếm sinh ý được nữa? Lúc tam đại kim đan cao thủ cho đổi, đột nhiên trong thời ánh sáng nguyên bản nhỏ bằng sợi tơ nhện, lúc này biến to bằng đầu ngón tay, ba người lập tức chấn động. Chúng ta mau hành động, người này đã sớm phát hiện ra chúng ta rồi. Hơn nữa hắn không phải là đang luyện công bình thường, mà là luyện một loại thần thông rất nguy hiểm, không cách nào thoát thân. Chúng ta còn không sớm đánh chết hắn, đợi sau khi hắn luyện thành, hắn sẽ trốn mất. Hải ngoại tứ thập đại đạo ba đại cao thủ Diệt Tinh đạo, Thứ Nguyệt đạo, Chu Tiên đạo, đồng thời xuất thủ. Diệt Tinh đạo là nam tử cao gầy, khi xuất thủ chính là dùng một mảng lớn tinh quang áp bách xuống tinh thần chi chung, còn mang theo vô số hạt cát, mỗi một hạt cát đều phát ra tiếng sấm ầm ầm, tựa hồ như có thể khiến mọi vật nó chạm vào nổ tung. Đây là một môn đại thần thông gọi là tinh sa luyện lôi cương, cũng là thu thập quang tuyến của các loại sao ở vực ngoại, dùng bí pháp luyện thành hạt cát. Mỗi một hạt cát chính là một viên thần lôi, thoáng cái xuất thủ, ngàn vạn tinh sa sẽ đem đối thủ bao vây lại, sau đó đồng thời nổ mạnh, bất luận vật gì dù cứng rắn đến đâu cũng bị nổ thành bột phấn. Mà thứ nguyệt đạo lại hé miệng nhổ ra vô số hoàng vân cuồn cuộn, bao vây lấy phương viên hơn 10 dặm, tựa như cơn lốc cát. Đây cũng là một môn thổ hệ thần thông vạn lý hoàng sa thuật. Chu Tiên Đạo bài danh thứ hai của đám đạo tặc, gần với đệ nhất khi thiên đạo, pháp lực cao nhất. Nữ tử này khi xuất thủ năm ngón tay chật bung, mỗi ngón tay bắn ra một thanh kiếm khí, mỗi một thanh kiếm khí đều tỏa ra các loại màu, theo thứ tự là hồng lục lam vàng tím, năm đạo kiếm khí. Sau khi bắn ra động lại trên bầu trời kết thành một đóa hoa sen, ngũ sắc hoa sen hào quang tỏa ra ngàn trượng, thậm chí có một cỗ định lực cự đại làm cho hư không tại phương viên hơn 10 dặm đều đóng băng lại. Giống như trong nháy mắt không khí biến thành sắt thép, biến thành thủy ngân, tất cả các loại động vật ở phương viên hơn 10 dặm trên thảo nguyên đều bị nhức bay lên, thất hiếu chảy máu, bởi vì không khí bị đông lại, đem máu trong thân thể bọn nó áp súc ra. Mà tất cả thực vật toàn bộ đều héo rũ, chất lỏng trên thân cây toàn bộ đều bị ép ra. Chính trong tích tắc này, nguyên bản thảo nguyên đang là mùa thu, thoáng cái phương viên hơn 10 dặm biến thành sa mạc hoang vu, giống như một phiến thế giới bị hủy diệt, bị thanh tẩy qua. Không ngờ một môn vô thượng thần thông này lại giống như vô thượng thần thông hắc nhật phong tai, đại nhật hỏa tai, mà không phải là thiên mộc hoặc là loại đại thần thông khác. Tịnh thế liên hoa. Khi Diêm nhìn thấy ngũ thải hoa sen, lập tức con mắt như muốn lồi ra. Đây là vô thượng thần thông của vực ngoại Phật môn, trong huyền hoàng đại thế giới căn bản không có tồn tại Phật môn. Phật môn cũng không có truyền giao tới huyền hoàng đại thế giới. Phật môn tại 10 vạn năm trước từng có bí mật ước định, vì cái gì trên người nữ tử này lại luyện thành vô thượng thần thông Phật môn. May mắn lão Diêm ta biết được nhiều, nếu đổi lại là người khác, đừng hỏng biết được. Không thể để cho tịnh thế liên hoa tỏa ra cực hạn, nếu không nó thật sự có uy lực thanh tẩy một phương thế giới đó. Huyết giả chi vương, phá vỡ hoa sen đi. Để ta đối phó với tinh gia luyện lôi cương cùng vạn lý hoàng sa thuật, đạo khí chân linh huyết giả chi vương này cũng được coi như là một cái hóa thân của phương hàn, cũng có ý thức độc lập, có thể tự hành tu luyện, nhưng mà chỉ có thể từ từ tu luyện để người chỉ đạo. Đạo khí là pháp khí đắc đạo mà thành, nguyên bản chỉ có năng lực của mình là phát triển được mà thôi. Làm một cái phân thân, huyết dạ chi vương phải phục tùng phương hàn vô điều kiện, Thế nhưng làm một kiện khí linh, Phương Hàn không cần ra chỉ thị trước, nó cũng có thể làm ra phán đoán độc lập. Thật ra không cần diêm nhiều lời, huyết giả chi vương chỉ biết đoán ngũ thải hoa sen kia một khi hiển hiện ra sẽ có uy hiếp rất lớn. Lập tức toàn thân nhô lên, hóa thành một đạo huyết sắc đao mang dài đến trăm trượng, hung hăng bổ về phía ngũ thải hoa sen. Cùng lúc đó, nó còn phân ra hai đạo đao mang nho nhỏ, chém tới diệt tinh đạo, thứ nguyệt đạo. Huyết giả chi vương tên tiểu tử này, còn sợ ta không ứng phó nổi sao thật sự là quá coi thường ta rồi. Tức chết ta a, à, một khi ta khôi phục thực lực, xưng bá tiên ma hai đạo cũng không thành vấn đề, ngươi quả thực là làm ta tức chết mà. Các ngươi mấy mặt hàng này, toàn bộ đi chết cho ta. Cửu Thiên Cửu Địa Hủ Tiên đại trận, Diêm thấy huyết dạ chi vương còn phân ra hai đạo huyết sắc đao giúp đỡ, nó không khỏi tức giận đến nỗi khuôn mặt vặn vẹo. Nó biết là huyết dạ chi vương sợ nó ứng phó không nổi. Thế nhưng Diêm từng lợi hại đến bực nào? Đối với hảo tâm của huyết dạ chi vương, chẳng những không lĩnh tình ngược lại trong lòng lại nổi lên cảm giác tức giận. Trong hoàng tuyên đầu mạnh mẽ bay ra hai tòa đại trận, một tòa màu xám u ám, một tòa lại rõ ràng cửu trọng, tựa hồ như trời và đất. Đúng là cửu thiên cửu địa hủ tiên đại trận, một tòa đại biểu cho cửu thiên, một tòa đại biểu cho cửu địa. Huyết sắc đao mang trước tiên phá khai tinh gia luyện lôi cương cùng vạn lý hoàng gia thuật, mà cửu thiên cửu địa hủ tiên đại trận của Diêm trực tiếp thu thập tất cả tinh gia lôi, xã trần bạo vào bên trong. Mà đoàn ngũ thải hoa sen cũng bị ánh đao thoáng cái làm cho dung chuyển, mặc dù không có vỡ tan thế nhưng áp lực cũng đã giảm đi không ít Cư nhiên là một kiện đạo khí một tên thần thông ngũ trọng thiên nhân cảnh nho nhỏ lại dám cầm đạo khí ra ngoài điều này chính là muốn chất a dân thường thì vô tội mà người cầm bảo mới là có tội giết người này đoạt đạo khí cho dù là đắc tội với cự đầu trường sinh bí cảnh cũng không tiếc diệt tinh đạo thứ nguyệt đạo thần thông của hai đại cao thủ thình lình bị phá không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lập tức nhìn nhau hai khỏa kim đan từ đỉnh đầu bay lên mãnh liệt nổ oanh một tiếng. Hai đạo huyết sắc đao mang bị đánh trúng nát bấy, mà hai tòa đại trận của Diêm cũng bị nổ tung. Cả người Diêm đều bị đánh bay vào trong hoàng tuyền đồ, da chóc thịt bong, móng vuốt đều gãy rơi xuống. Hiện tại Diêm chỉ tương đương với thiên nhân cảnh cao thủ, tuy có thể chém ra một chút dịu dụng của hoàng tuyền đồ, thế nhưng nếu đối thủ là kim đan cao thủ, thoáng cái oanh kích thiếu chút nữa bị đánh khiến hình thần đều bị diệt. Đến đây mình xin kết thúc nội dung của tập này. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh và để lại comment góp ý của mọi người nhé.